Vậy là chúng ta đã kết thúc phần bài đọc chung trong phần đọc hiểu N3. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang phần bài đọc dài, chô bưng. Bài đọc dài ở trong đề thi N3 nó ở vị trí môn đai số mấy nhỉ? Môn đai số 6 đúng không? Chúng ta có bài đọc 4, môn đai 4 là bài đọc ngắn này, môn đai 5 là bài đọc chung, môn đai 6 là bài đọc dài và môn đai 7 là môn đai tìm kiếm thông tin. Thì ở trong chương trình học chúng ta đã học xong bài tìm kiếm thông tin, học xong bài đọc ngắn, bài đọc chung rồi thì bây giờ chỉ còn bài đọc dài nữa thôi. Chúng ta sẽ đi vào đọc tìm hiểu 10 bài đọc nhé. Đầu tiên đấy là môn đai số 42. Rồi chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây là một bài đọc về một cái kiến thức rất là hay, rất là thú vị ở trong tiếng Nhật. Thậm chí là ở trong chương trình ngữ pháp tiếng Nhật ấy, ngữ pháp N3 có hẳn một bài so sánh giữa cách sử dụng của sư rự và na rự. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc bài này để hiểu rõ hơn. Nihongo ではするという言い方よりもなるという言い方の方がここので使われる。Đấy là gì đấy? À, ở trong tiếng Nhật ấy thì cái cách nói gì nhỉ, cái cách nói là na rự nó sẽ được ưa chuộng đúng không, cô nô mự là yêu thích ưa chuộng nhá, và được sử dụng nhiều hơn so với cái cách nói sư rự. Thì đây các bạn lưu ý là cái ngữ pháp yori này đấy và hồ đúng nhỉ, câu nó khá là dài nhưng mà thực ra là nó được viết từ cái ngữ pháp là N1 yori, N2 no hoga đúng không nhỉ? Đoạn đằng sau nữa thì nó có nghĩa là cái tính chất ở đằng sau này này của N2 hơn N1 nhá. Thì chúng ta thay vào N1 ở đây nó chính là sư rự tối ưu ikata, tức là cái cách nói là đúng nhỉ? Cái cách nói đấy. Cách nói chính là cái N1. N2 của chúng ta là đây đúng không? N1 là cách nói sư rự, còn N2 của chúng ta là cách nói na rự. Và tính chất là gì nhỉ? Cái nào được ưa chuộng, được yêu thích, được sử dụng nhiều hơn thì là cái đằng sau, là cái na rự. Thì các bạn lưu ý cái này để sau này chúng ta gặp những cái câu mà kiểu kiểu như vậy chúng ta có thể dịch được một cách chính xác. Suru o tsukau to hanashi te no ishi ga aru koto ga tsutawari. Naru o tsukau to hanashi te no ishi dewa naku shizen ni okita sono yona jōtai ni aru ということが伝われる. Chúng ta sử dụng sư rự ấy thì nó sẽ truyền tải đúng nhỉ, nó sẽ truyền tải là gì đấy, nó truyền tải một cái việc, nó truyền tải cái việc đấy là có ý chí của người nói. Còn nếu mà chúng ta sử dụng na rự ấy thì nó sẽ truyền tải cái việc là không phải đúng không, đây mọi người thấy có dewa na, không phải là ý chí của người nói mà nó chỉ là một cái trạng thái xảy ra một cách tự nhiên thôi nhá. Vậy thì câu 1 nó có gạch chân, nó hỏi này hanashite no ishi ga aru to aru ga dou iu koto ka, có viết cái dòng gọi là có ý chí của người nói, vậy điều đó mang ý nghĩa gì. Chúng ta cùng xem này, ichi hanashite ga so shitai to omotte yatteiru, đó là người nói nghĩ muốn làm và làm đúng không, đương nhiên là có ý chí của người nói thì là phải là người nói muốn làm rồi và làm, đúng là một này. Câu số 2 nhé, hanashite ga shizen ni so shiteiru, người nói đang làm điều đó một cách tự nhiên, không phải gọi là ý chí thì phải diễn tả mong muốn nguyện vọng đúng không, chứ không phải là làm một cách tự nhiên, do vậy câu này sai. Câu 3 hanashite wa yaritaku nai no ni yatteiru, người nói mặc dù là không có muốn làm ấy vậy mà vẫn cứ làm, vậy thì không gọi là có ý chí được đúng không, chúng ta loại này. Câu số 4 hanashite wa dochira demo ii ga kikite ga so shitai to omotteiru, người nói thì sao cũng được, thế nhưng mà người nghe muốn làm, không phải là người nói muốn làm sao cũng được nhá, và cũng không đề cập đến người nghe mà đây chỉ là người nói thôi, và vậy là câu này là câu sai. Chúng ta chọn đáp án đúng là một. Người ta đưa ra một cái ví dụ cho các bạn thấy này. Tatoeba bảo kin eno restaurant de hitori no kyaku ga tabako o tsuteiru bamen de misegawa wa nan to itte tabako o yamete morau daro ka. Người ta lấy một cái ví dụ đấy là
ở trong một cái cảnh đúng nhỉ, đấy, ở trong một cái hoàn cảnh này mà ở gì đấy, ở cửa hàng cấm hút thuốc lại có một vị khách họ đang hút thuốc, vậy thì phía cửa hàng sẽ nói điều gì để gì đấy nhỉ, để nhận được cái việc người ta dừng hút thuốc đúng không? Temora là mình nhận việc đó từ đối phương, thì Tabaco yame temora tức là mình nhận được cái việc mà đối phương người ta dừng hút thuốc nhá. Đấy. Kono restoran o kien to kimeta no wa mise no hito da. Cái người mà quyết định cái nhà hàng này là không được hút thuốc là người trong cửa hàng đúng không? Là người cửa hàng của cửa hàng. Mise no hito no ishi de sono restoran o kien ni shita hazu da. Đó là chắc chắn đấy là họ đã làm đúng không nhỉ, họ đã có cái quy định, họ đã làm cho cái nhà hàng này là cấm hút thuốc bằng cái ý chí của họ. Sore naraba koko wa kin ni shite orimasu to iu no ga i a shizen ni omoeru. Nếu là như vậy thì nếu thì chúng ta nói là koko wa kin ni shite orimasu. Orimasu ở đây chính là khiêm nhường ngữ của imasu, thì nó chính là Koko wa kin enishite imasu, tức là chúng tôi đang quy định là cấm hút thuốc ở đây. Đấy. Thì người ta cho rằng điều này mới là điều shizen, điều này mới là điều tự nhiên. Tại sao lại là điều này là điều tự nhiên, bởi vì sao? Bởi vì câu trước người ta đang giải thích là rõ ràng là người ra quy định hút thuốc là người nhà của cửa hàng thì phải dùng cái biểu hiện diễn tả người đó. Đúng nhỉ? Diễn tả cửa hàng là cái phía mà quy định như thế. Đấy. Thế nhưng nhá, có cái từ shikashi là một từ rất là quan trọng, từ nối là nhưng, tuy nhiên. Thế nhưng ấy, この何々にするは上に書いた通り話し手の意思が強く伝わる。Thế nhưng mà cái gọi là ni sự này như đã viết ở trên đây thì cái ý chí đúng không của người nói được truyền tải rất là mạnh mẽ. Thì ở đây các bạn sẽ xem câu số 2 này. Câu hỏi số 2. Ue ni kaita tori to aru ga doko sashiteru ka? Tức là có viết cái gọi là như đã viết ở trên, vậy thì đấy nó chỉ ở chỗ nào? Nó chỉ bộ phận nào, đúng không? À, các bạn thấy nhá, cái câu là nó viết như này. Thế nhưng cái này như đã nói ở trên ấy, nó truyền tải cái ý chí của người nói một cách mạnh mẽ. Vậy thì chắc chắn đây sẽ là cái thông tin mà nó chỉ đúng không? Chúng ta sẽ chọn cái đáp án mà gần giống đấy. Chúng ta cùng xem này. Câu 1 nhá. Nhông gồ đê wa suru to yu yikata yori mo naru to yu yikata ga konomareru. Đó là cái cách nói naru. Nó được ưa chuộng hơn cách nói suru trong tiếng Nhật. Đây là một nội dung đúng. Thế nhưng mà không phải là trả lời cho cái câu này. Đúng nhỉ? Cái điều người ta viết ở trên ấy không phải là cái điều 1 nhá. Nó không kết nối với lại cái dòng được gạch chân như vậy. Do vậy chúng ta sẽ không chọn cái này. Câu số 2. Nhông gô đê wa suru o tsukau to hanashi te no ishi ga aru koto ga tsutawaru. Ở trong tiếng Nhật nếu mà chúng ta dùng cái cụm suru, cái từ suru, cách nói suru thì nó truyền tải cái việc là ý chí của người nói, đúng không nhỉ? Chính xác. Các bạn thấy gần như là giống hệt luôn cái phần vế sau. Như vậy là đối với lại những câu mà có phần gạch chân thì mọi người nên nhìn trước sau, đúng nhỉ? Thường là đáp án ở trước nhưng đôi khi nó sẽ là ở sau đấy. Câu số 3. Mise no hito ishi de sono restaurant o kin ni shita hazu da. Đấy là nhất định là người ta đã quy định cái nhà hàng này cấm hút thuốc bởi cái ý chí của người trong cửa hàng, không phải. Câu số 4 này. Koko wa kin ni shite orimasu to iu no ga shizen ni omoeru. Nói cái cách nói này thì là tự nhiên, cũng không phải nhá. Đúng, chúng ta phải là đáp án số 2. Đấy. Như viết ở trên thì như vậy. Vậy thì như viết ở trên, cái nội dung như viết đấy chính là cái nội dung đằng sau. Chúng ta chọn được luôn. Kono bamen dewa aete no tabako suu という行動に対立する意思が強く表現されてしまう。Ở trong cái hoàn cảnh này ấy thì cái gì nhỉ? Cái ý chí đúng không? Cái ý chí
nó được biểu hiện rất là mạnh mẽ. Cái ý chí này nó sẽ đối lập, taiji nó sẽ đối lập với cái hành động hút thuốc của gì đây nhỉ, của đối phương. Sono kekka aiteo okorasete shimau kamoshirenai, kết quả là có lẽ là sẽ làm cho đối phương tức giận, nổi giận. Đây là dạng ngữ pháp thể sai khiến nhé, làm cho. Thì ở trên này ý là gì, tức là nếu mà viết như này thì nó truyền tải ý chí của bản thân, thì nó sẽ xung đột với hành động của đối phương, do vậy sẽ làm người ta nổi giận, có khả năng như thế. Ippo kokoa kin'en ni natte orimasu to iu to jibun no ishi to wa kankei naku tan ni restoran no kimari o tsutaeteiru という形になり、相手と対立するような形にはならずに言いたいことを伝えられる。Đó là ngược lại ấy. Cái từ ipo cũng là quan trọng. Nó nghĩa là ngược lại. Ngược lại này, nếu chúng ta nói là ここは kin'en ni natte orimasu, không phải là dùng shite nữa mà dùng naru. Đấy. Thì nó sẽ gì đây nhỉ? Nó sẽ trở thành cái hình thức gọi là không có liên quan gì đến cái ý chí của bản thân mình, mà đơn thuần chỉ là gì đấy, ta nghĩ là đơn thuần nhé, đơn thuần chỉ là đang truyền tải cái quy định quy tắc của cửa hàng thôi. Do vậy nó sẽ không biến thành một cái hình thức gây đối lập với đối phương, đúng không nhỉ? Đấy, mình vẫn có thể truyền tải điều mình muốn nói, thế nhưng mà không gây, không biến thành một cái hình thức đối lập với đối phương. Narazuni đây chính là naranai de đấy, cái động từ naru, narimasu nhá. Thì tóm lại là ở cái ví dụ này người ta đưa ra để làm gì nhỉ? Mặc dù là cái người quy định không không hút thuốc là người của cửa hàng, thế nhưng mà người ta sẽ không viết dùng là suru, mặc dù như vậy là gọi là theo ngữ pháp nó là tự nhiên hơn, mà người ta dùng naru bởi vì để tránh cái cảm giác gọi là xung đột giữa cái ý chí của bản thân với lại hành động hút thuốc của tác giả, của người khách. Đấy. Tiếp theo này, đoạn cuối cùng. このように日本人はナルをうまく使うことで人と対立しないようにしているのだ。Như vậy là người Nhật là người ta đang gì đấy nhỉ? Người ta đang sử dụng, người ta đang cố gắng để không đối lập, không đối lập với lại gì nhỉ? Đối phương với người khác bằng cái việc người ta sử dụng rất là thành thành thục cái từ naru. Suruto naru wa moji de miruto たった一文字の小さい違いだが、コミュニケーションの上では大きな違いなのである。Cái suru và cái naru, nếu mà chúng ta nhìn vào mặt chữ ấy thì nó chỉ khác nhau rất là nhỏ ở một chữ thôi, thế nhưng mà trong giao tiếp nó có sự khác nhau rất lớn. Đấy, thì các bạn lưu ý nhá, một cái truyền tải cái ý chí mạnh mẽ của người nói, và một cái là gì nhỉ, truyền tải là đấy không phải là ý chí của họ mà chỉ là quy định chung như thế thôi. Do vậy là chúng ta sẽ có được thêm tri thức để sử dụng hai cái này một cách hiệu quả. Bây giờ các bạn sẽ xem các câu. Câu 3 này. この場合の店の人の一番目的は何か。Mục đích lớn nhất của người cửa hàng trong trường này là gì? Chúng ta cùng xem mục đích lớn nhất là gì nhé. タバコを捨てる客にレストランの決まりを伝えたい。Là muốn truyền tải cái quy định của cửa hàng đến khách đang hút thuốc. Đây là điều sai. Đấy. Đúng là người ta sử dụng cái naru để truyền tải cái quy định của nhà hàng đến khách không hút thuốc, nhưng mà mục đích cuối cùng chốt lại là để gì đây nhỉ? Để khách dừng hút thuốc. Ở cái đoạn đầu tiên người ta nói, người ta đặt ra vấn đề này. Trong hoàn cảnh là một cửa hàng cấm hút thuốc mà có khách hút thuốc ấy. Đấy. Thì phía cửa hàng nói gì để cho Nanto ite tabako yamete moru daroka, đúng nhỉ? Như vậy là mục đích cuối cùng phải là để cho khách không hút thuốc nữa, chứ không phải là truyền chỉ là truyền tải không nhá. Câu 2. Restoran de tabako steru kyaku ni tabako yame sasetai, muốn làm cho cái người mà khách mà đang hút thuốc ở cửa hàng người ta dừng lại. Đúng không? Chính xác rồi. Đoạn 2 này. Câu số 3. タバコを吸ってる客を叱りたい。Muốn mắng cái người khách mà đang hút thuốc. Không phải. Không có chỗ nào là muốn mắng hết. Câu 4. タバコを吸ってる客を傷つけたくない。Không muốn làm tổn thương khách đang hút thuốc.
thì đúng là người ta dùng cái đó để không làm tổn thương khách hút thuốc. Thế nhưng mà mục đích, đúng không nhỉ, câu hỏi của bà này là mục đích lớn nhất chốt lại là gì, thì không phải là chỉ là không làm tổn thương khách mà chỉ là nói là khách dừng hút thuốc, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ loại đáp án này nhé. Câu số 4 này. この文章の内容として正しいものはどれか。Cái điều nào đúng về gì nhỉ? Về cái nội dung của đoạn văn này. Câu 1 1. するは相手の意思を強く伝えるもので対立することがある。するấy là cái thứ mà truyền tải mạnh mẽ cái ý chí của đối phương, và là cái thứ mà đôi khi sẽ có cái sự đối lập sai, đúng không? Không phải là đối phương, mà suru là hanashite, là người nói nhé, do vậy nói là đối phương là sai. Ni câu 2 này, naru. Naru o tsukau to tairitsu o sakeru koto ga dekiru. Nếu mình dùng naru thì có thể tránh được cái sự đối lập, đúng không? Chính xác rồi, nội dung của cả bài này là như thế. Câu số 3. Suru wa tan ni kimari o oshieru iikata de aru. Suru là cái cách nói mà dạy những cái gì nhỉ? Những cái kimari đơn thuần. Không phải kimari là gì đây nhỉ? Kimari cái gọi là cái cách nói về những cái quy định quy luật ấy, thì phải là naru chứ không phải là suru. Naru o tsukau to aite to tairitsu shite shimau. Mình dùng naru thì sẽ gọi là xung đột, đối lập với đối phương. Không phải mình dùng sư rự mới đúng chứ không phải là na rự, đúng nhỉ? Do vậy là câu 4 cũng là câu sai. Như vậy đúng của chúng ta là đáp án số 2. Như vậy bài này các bạn thấy là có 3 câu chọn 2, đúng nhỉ? Còn là một câu chọn 1. Đó, thì đó là bài đọc dài đầu tiên của chúng ta nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài đọc tiếp theo.